À, cả nhà ơi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cách mọi người chèn âm thanh vào. Đầu tiên là sẽ chèn ảnh ạ. Sau đó chúng ta chọn các bộ kích hoạt. Tạo mới bộ kích hoạt. Hành động là hành động phát. Khi đa phương tiện. Lấy file âm thanh ra. Khi người dùng nhấn chuột, đối tượng là gán vào cái hình ảnh, nó có cái vòng bao màu đỏ là đúng ạ. Đồng ý. Rồi chúng ta xem trước. April, April, April. Rồi, chỉ vậy thôi ạ.